Ngày hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem cái góc mỹ phẩm của mình nha. Bởi vì mình cũng chưa phải là một YouTuber chuyên nghiệp á, nên là mình vẫn chưa đầu tư cho cái kệ sản phẩm của mình cho lắm. Đây là cái góc son của mình nè. Thường thì mình chỉ giữ những cây son mình hay sử dụng và có thể review lại thôi. Còn cái khúc này là những cái hộp phấn. Mình thì không có nhiều hộp phấn má hồng hoặc là phấn bronzer đâu mọi người. Còn cái khúc này là khúc dưỡng da. Đây là những cái sản phẩm mà mình hay sử dụng hoặc là để review. Có sao thì mình show như vậy nên là nó hơi bừa bộn một xíu nha. Trước đây thì mình có hay dọn, nhưng mà dạo gần đây thì mình bận quá nên là mọi thứ nó cứ bừa bộn như vậy đó mọi người. Ở dưới đây sẽ là những cái vật linh tinh giống như là máy sấy, keo xịt tóc, dưỡng da body. Nói chung là những cái chai mà nó quá cao và mình không thể để cái hộp trên được. Ngại ghê. Quay cho mọi người xem thì mới thấy là cái góc của mình nó bề bộn thật sự. Sản phẩm nào không dùng nữa thì mình sẽ vứt hoặc là cho lại. Hoặc những sản phẩm chưa mở thì mình sẽ để qua một cái góc khác.